Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là sau cuộc biểu tình mang tính đột phá quan trọng đối với giá vàng tạo mức tăng hàng tuần tốt nhất trong 6 tháng qua, tâm lý trên thị trường đã chuyển sang xu hướng tăng giá mạnh mẽ. Dự báo cho tuần tới, giá vàng sẽ tiếp tục con đường chinh phục những đỉnh cao mới. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng cuối ngày hôm nay, ngày 14 tháng 11 năm 2021 được phát sóng trên kênh Giá Cả Thị Trường. Ở bản tin này, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn một số thông tin chi tiết tại thị trường vàng trong nước cũng như là trên thế giới. Phần cuối cùng của bản tin này sẽ là bảng giá vàng trong nước được chúng tôi ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch cuối ngày hôm nay, ngày giao dịch cuối tuần, Chủ nhật ngày 14 tháng 11 năm 2021. Sau đây là nội dung chi tiết. Quý vị và các bạn thân mến, mở đầu bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng thế giới. Về mặt nhận định giá vàng cho tuần sau từ ngày 15 cho đến ngày 20 tháng 11, hiện tại tận dụng đà bứt phá để sớm chinh phục ngưỡng 1.900 đô la Mỹ trên một ounce. Cụ thể với cuộc khảo sát giá vàng của hãng tin Kitco, trong tuần này thì có 18 nhà phân tích trên phố Wall đã tham gia vào cuộc khảo sát của Kitco News. Trong số đó thì có tới 15 nhà phân tích chiếm 83% nhận định giá vàng sẽ tăng. Chỉ có 2 nhà phân tích tương đương 11% dự báo về giá vàng trong tuần tới là giảm, còn 1 nhà phân tích tương đương với 6% bày tỏ quan điểm trung lập. Trong khi đó thì có tới 1.018 phiếu trong cuộc thăm dò trực tuyến trên phố Main, 722 người được hỏi, tương đương với 71% kỳ vọng giá vàng sẽ tăng trong tuần tới, 165 người khác chiếm 16% dự báo thị trường đảo chiều giảm, 131 phiếu đạt 13% nhận định thị trường đi ngang. Như vậy là tình hình tích cực của các nhà đầu tư bán lẻ đang ở mức cao nhất kể từ đầu tháng 5 và số người tham gia khảo sát cũng là đông đảo nhất so với một tháng qua. Như quý vị và các bạn cũng đã biết, kết thúc phiên giao dịch cuối tuần này, trên thị trường vàng thế giới đóng cửa ở mức 1.864,21 đô la Mỹ trên một ounce, tăng 2,80 đô la Mỹ trên ounce, tương ứng mức tăng là 0,15%. Với mức giá như thế này, thì kim loại quý có mức tăng hàng tuần tốt nhất trong vòng 6 tháng qua. Bên cạnh đó thì chỉ số đồng đô la Mỹ cũng kết thúc tuần ở mức cao và hiện tại chỉ quay đầu giảm nhẹ 0,032 điểm, tương ứng mức giảm nhẹ là 0,03%. Ở thêm nay, đối thủ với vàng là đồng tiền số Bitcoin hiện tại đang tiếp tục tăng và với mức tăng là 242,51 đô la Mỹ trên một Bitcoin, tương ứng mức tăng trong ngày là 0,38%. Hiện tại giao dịch ở ngưỡng 64.660,03 đô la Mỹ trên một Bitcoin. Với mức giá này, nếu mà so với phiên giao dịch buổi sáng thì hiện tại đồng tiền này đã tiếp tục tăng nha quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, tiếp theo bản tin là một số thông tin chi tiết của thị trường vàng trong nước. Nhìn vào màn hình của quý vị và các bạn cũng đã biết, hiện tại thì giá vàng SJC tại hai thành phố lớn kết thúc tuần giao dịch tăng tới 2.100.000 ở cả hai chiều mua vào và bán ra và kết thúc tuần ở ngưỡng 60.150.000 ở chiều mua vào và bán ra là 60.870.000, một mức giá rất cao. SJC Hồ Chí Minh cũng vậy và hiện tại chiều mua vào ở mức 60.150.000 và chiều bán ra ở mức 60.850.000. Với mức giá tăng mạnh như thế này, nếu ai mua lướt sóng ngay từ đầu tuần thì có thể sẽ lãi rất đậm. Tuy nhiên thì theo giới chuyên gia, không nên mua vàng ở lúc này nếu mà đầu tư vào dài hạn. Theo chuyên gia Đinh Trọng Thịnh khuyến cáo không nên mua bởi rủi ro rất lớn. Lý do ở đây là giá vàng trong nước hiện tại đang cao hơn giá vàng thế giới rất nhiều. Thực tế, trước đây giá vàng trong nước cũng cao hơn giá vàng thế giới nhưng mức chênh lệch chỉ là 2,5 triệu đồng trên lượng và cao hơn nữa là 5 triệu đồng trên một lượng. Tuy nhiên, trong nhiều tháng qua, chênh lệch giá giữa hai thị trường lên đến 8 và 9 triệu đồng trên lượng, thậm chí có thời điểm lên tới mức 9,5 triệu đồng trên lượng. Mua vào, người mua sẽ phải trả với mức giá đắt hơn hàng triệu đồng mỗi lượng so với giá vàng thế giới và sẽ gặp rủi ro lớn nếu giá vàng đảo chiều giảm. Vì vậy mà chỉ mua vàng với món nhỏ khi mà thực sự cần thiết, còn mua đầu tư dài hạn thì hiện không phải là thời điểm thích hợp, chỉ mua khi mà chênh lệch giá giữa hai thị trường trong nước và thế giới ở mức hợp lý là ở khoảng 2 đến 3 triệu đồng trên lượng. Tiếp đến là vàng SJC ở một số tổ chức lớn. Ở thêm này nhìn vào màn hình của quý vị và các bạn cũng đã biết. Giá vàng SJC tại các tổ chức lớn lại bất ngờ điều chỉnh giảm, giảm trong khoảng từ 50 cho đến 250.000 đồng trên lượng tùy vào mỗi hệ thống. Ở thêm này, nếu ai đang mua vàng ở tổ chức này thì sẽ có một nỗi buồn không hề nhẹ. Cụ thể với phú quý SJC, hiện tại đang niêm yết chiều mua vào ở mức 60.100.000, bán ra 60.800.000, giảm 100.000 đồng trên một cây ở chiều mua vào và 50.000 đồng trên một cây tại chiều bán ra. Minh Hồng SJC điều chỉnh giảm khá mạnh, giảm tới 250.000 đồng trên một cây ở chiều mua và 200.000 đồng trên một cây tại chiều bán. Hiện tại niêm yết ở mức 59.950.000 ở chiều mua vào và 60.400.000 tại chiều bán ra. Ngọc Hải SJC Hồ Chí Minh mua vào ở mức 59.800.000,
bán ra 60.600.000 cũng giảm khá mạnh, giảm 200.000 ở chiều mua và 250.000 đồng trên một cây tại chiều bán. Tiếp đến là giá vàng ở một số thương hiệu vàng khác: Nhân Phú Quý 24K mua vào 53.000.000, bán ra 53.700.000; Nhân SJC 24K mua vào 52.900.000, bán ra 53.600.000; Ngọc Hải 24K Hồ Chí Minh mua vào 52.440.000, bán ra 53.140.000, tăng 40.000 đồng trên một cây ở cả hai chiều giao dịch. Tiếp đến là một số loại vàng 10K, 14K, 18K và 24K. Hiện tại thì các loại vàng này không có sự điều chỉnh về giá. Hiện tại với SJC 10K niêm yết mua vào ở mức 20.378.000, bán ra 22.378.000. SJC 14K Hồ Chí Minh mua vào 29.227.000, bán ra 31.227.000. SJC 18K Hồ Chí Minh vào 38.129.000, bán ra 40.129.000. Nhân SJC 24K loại 0,5 chỉ Hồ Chí Minh mua vào 52.900.000, bán ra 53.700.000. Nhân SJC 24K Hồ Chí Minh từ 1 cho đến 5 chỉ, mua vào 52.900.000, bán ra 53.600.000. Quý vị và các bạn thân mến, để quý vị và các bạn biết rõ hơn thị trường vàng trong nước ở thời điểm này, phần cuối cùng của bản tin này sẽ là bảng giá vàng trong nước được chúng tôi cập nhật mới nhất trong phiên giao dịch cuối ngày hôm nay để cho quý vị và các bạn tiện theo dõi và tham khảo thêm. Tuy nhiên thì trước khi đến với phần bảng giá này, sau đây sẽ là một số thông tin cũng như là phân tích của thị trường vàng thế giới. Hiện tại vàng đang thể hiện đúng vai trò là hầm trú ẩn, dự báo giá vàng sẽ còn tiếp tục tăng trong tuần tới. Nhiều nhà đầu tư đã chờ đợi điều này, vàng đã làm chính xác những gì nó được cho là phải làm, đó là bảo vệ các nhà đầu tư khỏi lạm phát gia tăng, theo Philip Cherry, chiến lược gia thị trường trưởng tại Blue Line Future nhận định. Không chỉ vàng tìm thấy lãi suất mới khi mà lạm phát tiếp tục tăng, mà một số nhà phân tích cho rằng nỗi lo sợ ngày càng tăng về việc Fed mất kiểm soát sẽ tiếp tục hỗ trợ cho giá vàng. Cụ thể theo Adrian Day, chủ tịch của Adrian Day Asset Management nhận định, phần lạm phát đã ra khỏi bình và nó sẽ không quay trở lại trong một thời gian ngắn đâu. Khi mà các nhà đầu tư quan tâm nhiều hơn đến vàng, dù chỉ là một phần nhỏ thì động thái này cũng có thể đã rất ấn tượng rồi. Còn Colin Sizin Sky, chiến lược gia thị trường trưởng tại SIA Wealth Management cho biết, ông hy vọng giá vàng tiếp tục tăng cao hơn vì việc bứt phá trên ngưỡng 1.835 đô la Mỹ là một động thái cực kỳ quan trọng. Ông nói thêm rằng sự phục hồi của bạc và bạch kim cũng sẽ củng cố xu hướng tăng mới của vàng. Triển vọng gia tăng lạm phát tác nhân châm ngòi cho đợt tăng giá kim loại quý trong tuần này có thể tiếp tục diễn ra trong tuần tới với việc Canada và Anh báo cáo về tỷ lệ lạm phát, theo ông nói. Còn theo Jim Quickup, nhà phân tích kỹ thuật cấp cao tại Kitco.com cho biết rằng ông lạc quan về giá vàng. Trong một ghi chú nghiên cứu, ông nói rằng vàng đang trong xu hướng tăng giá kéo dài 5 tuần. Mục tiêu kháng cự tiếp theo sẽ là mức 1.900 đô la Mỹ trên một ao. Quý vị và các bạn thân mến, phần cuối cùng của bản tin sẽ là bảng giá vàng được chúng tôi cập nhật mới nhất cuối ngày giao dịch hôm nay để cho quý vị và các bạn cùng tham khảo thêm. Với SJC tại các tổ chức lớn, SJC Hồ Chí Minh từ 1 cho đến 10 lượng mua vào 60.150.000. Bán ra 60.850.000, SJC Hà Nội mua vào 60.150.000, bán ra 60.870.000, Doji Hồ Chí Minh mua vào 60.150.000, bán ra 60.750.000, Doji Hà Nội mua vào 59.900.000, bán ra 60.700.000, PNG Hồ Chí Minh mua vào 60.000.000, bán ra 60.800.000, PNG Hà Nội mua vào 60.050.000, bán ra 60.800.000. Phú Quý SJC mua vào 60.100.000, bán ra 60.800.000, giảm 100.000 đồng trên một cây ở chiều mua vào và 50.000 đồng trên một cây tại chiều bán ra. Bảo Tín Minh Châu mua vào 60.200.000, bán ra 60.760.000, không giảm ở chiều mua vào nhưng giảm 40.000 đồng trên một cây tại chiều bán ra. Một số giá vàng còn lại quý vị và các bạn vui lòng tham khảo thêm trên bảng giá. Tiếp đến là giá vàng bố số 9 và vàng nữ trang SJC. Nhân bố số 9 từ 1 cho đến 5 chỉ mua vào 52.900.000, bán ra 53.600.000. Vàng bố số 9 mua vào 52.600.000, bán ra 53.300.000. Vàng 24K mua vào 51.672.000, bán ra 52.772.000. Một số giá vàng còn lại quý vị và các bạn vui lòng tham khảo thêm trên bảng giá. Quý vị và các bạn thân mến, mọi diễn biến tiếp theo của thị trường vàng trong nước cũng như trên thế giới sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật ở những bản tin tiếp theo. Quý vị và các bạn đừng quên bấm nút đăng ký kênh màu đỏ phía dưới góc phải màn hình của video này, cũng như là nhấn ngay vào quả chuông ngay bên cạnh để mỗi lần chúng tôi cập nhật bản tin mới, người đầu tiên nhận được sẽ là quý vị và các bạn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.